Đồ gỗ đồ thờ Thành Huyên trân trọng kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7 năm 2021. Rất vinh dự với cơ sở đồ gỗ Thành Huyên, gia đình chú Hiếu từ Hà Nội. Chú về đặt hàng và nhận thu hàng. Chú đặt nội thất phòng thờ. Ngoài ra chúng tôi rất nhiều các mặt hàng khác. Đây là đang khách đang bốc một lô hàng để đi vận chuyển vào miền Nam. Đây, chúng tôi bọc hàng qua 3 lớp. Một lớp vi bóng ở trong và một lớp bìa và một lớp giấy bọc. Đây, bộ này chúng tôi bốc để đi vào miền Nam. Rất cẩn thận các bác, thợ là xếp. Đây là gia đình chú Hiếu đi xe từ Hà Nội về tận cơ sở để đặt hàng và nhận thu hàng. Video đang quay trực tiếp tại cơ sở sản xuất đồ gỗ đồ thờ Thành Huyên. Vậy mọi thông tin chi tiết cũng mong quý vị và các bạn liên hệ qua số điện thoại 039 89 49 884 hoặc đến trực tiếp cơ sở đồ gỗ đồ thờ Thành Huyên nằm tại khu công nghiệp Lo Xuyên Vàng, Yên Ninh, Yên Nam Định. Xin thành cảm ơn.